ở trên tay thành là một cái vỉ Flazin. Đây là thuốc Metronidazole 250mg. Cái thuốc này là một cái loại thuốc mà mình hay khuyên cho những bệnh nhân mà bị demodex ạ. Tức là các bạn có tiền sử là trước đây các bạn từng bị nhiễm corticoid, từng dùng kem trộn và bây giờ các bạn bị rất nhiều mụn thì chắc chắn là trên da các bạn sẽ có rất nhiều demodex. Thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái Flazin này, tức là cái thuốc uống Metronidazole này. Thì ở ngoài hiệu thuốc các bạn sẽ mua được một cái loại thuốc này rất là đơn giản thôi. Thì với giá chỉ có, mình nhớ không nhầm là chỉ có chưa đến 100.000 một cái hộp này. Thì bạn uống cho mình là 4 viên trên một ngày. Viên này là 250mg thì một ngày mình uống là 1.000mg. Còn nếu như có loại nữa là một cái loại 500mg thì bạn sẽ uống là 2 viên trên một ngày. Thì nó sẽ giúp cho cái quá trình diệt demodex trên da của mình nó nhanh hơn. Và nên nhớ rằng là trong quá trình đó các bạn không sử dụng bất kỳ một sản phẩm dưỡng nào cả. Bởi vì demodex cái thức ăn chính của nó chính là cái dinh dưỡng ở trong mỹ phẩm. Mà tuyệt đối là chúng ta chỉ có làm sạch da và uống thêm một cái loại này để bổ sung hỗ trợ thì các bạn sẽ diệt demodex nhanh hơn.